Rồi, em Phong Lan Tùng Nguyễn chào ở nhà nhé. Ngày hôm nay là 22 tháng 9. Em Tùng sẽ làm một cái video chia sẻ mọi người cách phục hồi cái vườn cây xấu và làm lại giá thể để cho cây đẹp lên. Thì thời gian qua em bận quá nên là không có thời gian làm những cái video cho anh chị xem. Vừa rồi em đã xử lý bớt cái vườn và set up lại cái vườn một chút nha cả nhà. Nên là bây giờ cái cây Phú Thọ và HO em sẽ chỉ còn một số lượng vừa phải để chơi thôi. Và bây giờ em làm lên set up lại vườn, làm những mã cao hơn một chút. Thì hôm nay em rảnh rảnh một chút, em sẽ về và em xịt rửa giá thể, phục hồi những cái chậu cây xấu nhá cả nhà. Thì đây là những cái chậu mà em đã vừa mới xử lý xong này. Và em bồi lại giá thể mới và chưa cho phân nhá. Thì bây giờ em sẽ đây là những cái chậu giá thể mà nó sau một năm nó rất là mốc, rất là bẩn và rất là nhiều dễ chết. Ở đây em có một chậu, em có mỗi mình thôi, không có ai quay video dùm cả. Thì em sẽ để điện thoại một chỗ và sẽ làm một chậu cho cô chú anh chị xem nhé. Thì đây là một cái vòi nước khá là căng. Đấy, khá là căng. Thì đây, em sẽ để điện thoại ở đây và quay làm cho cô chú anh chị xem. Ở đây nha anh chị nhá. Thì đối với cái chậu cây mà nó như thế này, nó khá là bẩn như thế này ấy, thì mọi người sẽ lấy cái vòi nước này, rồi xịt. Mắt chặn là bị mặn là rơi mất cái điện thoại. Và mọi người sẽ xịt nó nghiêng chậu lại thế này nhá, và xịt cho nó ra hết cái giá thể bẩn ở trên mặt. Đó, xịt ạ. Phân chúng ta sẽ thay luôn, và chúng ta sẽ xịt vào thời điểm này để cho nó còn một đợt rễ cuối cùng ra. Và nếu mà anh chị làm được sớm hơn thì là càng tốt rồi. Đây, em thì sẽ không làm vào cuối năm hẳn nhé, vì thời điểm cuối năm hẳn đấy dễ nó không còn phát triển nữa nên là em sẽ không làm nữa. Em cố gắng làm vào thời điểm tháng 6, tháng 7, tháng 8 đến tháng 9 là cuối cùng. Đây là làm, em làm ở đây là khá là muộn rồi đấy. Chúng ta sẽ xịt căng một tay một tí ra để cho nó trôi hết cái giá thể bẩn và những cái chất phân bón các thứ nó đã tồn đọng lại của năm vừa rồi chúng ta trồng nhá, nó ra hết đi, ra hết rất là bẩn nhá. Rồi, ở đây chậu cây rễ nó tùm lum như thế này. Bây giờ sẽ tiến hành cái vấn đề là cắt bỏ những cái rễ hỏng nhá, cả nhà dùng cái zip cho em nhá. Những cái rễ mà nó hỏng á thì nó sẽ màu trong trong á, nhưng mà chúng ta cầm lên nó sẽ tụt ra như thế này. Để cắt bỏ đi, làm nó hỏng cắt bỏ đi. Đây, nó hỏng này khá là nhiều đấy. Và chúng ta cố gắng lựa nha, lựa làm sao để cho nó khỏi đứt cái rễ mà không hỏng nha. Cố gắng lựa nha, kéo tay chút đấy, rễ này rất là khỏe. Và đương nhiên rồi, năm nào nó sẽ có rễ chết nữa cả nhà. Cả nhà phải loại bỏ được cái rễ chết đó đi. Đây, đây là một cái bộ rễ chết này. Đó, cả nhà ấy nhìn đấy ạ, một bộ rễ chết này. Bộ rễ chết này nó chính là cái tác nhân gây bị thối ạ. Nó rất là gây cho cây bị thối rất là nhiều nhá. Đấy là chính là nguyên nhân chính nhá. Cố gắng nhặt bỏ hết những cái rễ hỏng. Và trong quá trình làm thì chúng ta cứ cảm thấy nó bẩn bẩn tay thì cho cái vòi nước vào để cho nó xịt, cho nó trôi sạch đi. Sẽ xử được cái nít nhổ lên, loại bỏ được càng nhiều cái hỏng tốt như này. Rồi, cái hỏng cực kỳ nhiều. Cái này thì cái vấn đề dễ hỏng này thì không thể nào tránh được đâu cả nhà nhá. Bởi vì là qua một năm quá trình cây phát triển, khi nó thắt ngọn lên thì nó sẽ có những cái dễ hỏng nhé. Cây nó đang phát triển thì nó sẽ không hỏng dễ, nhưng khi cây nó thắt ngọn, chúng ta cắt hết cái đỉnh sinh trưởng đi rồi nó sẽ có những cái dễ hỏng này. Đây ạ, dễ hỏng này rất là nhiều luôn. Và chúng ta có thể lấy vòi nước xịt nhẹ như thế này, đẩy vào nhẹ như thế này để cho nó tụt cái dễ hỏng ra nhé. Tụt cái dễ hỏng này vệ sinh lại giá thể cho nó sạch sẽ.
mùa sau nó phát triển đấy. Năm nay thì em Tùng khá là bận nên là không làm được nhiều video là thứ nhất, và cây của em Tùng năm nay chăm nó không được đẹp như mọi năm là thứ hai, vì thời gian nó không có nhiều cho phép vào nhiều vỏ cây. Tuy nhiên thì em vẫn không bỏ cây đâu cả nhà, vẫn cố gắng chăm bằng hết sức của mình thôi. Có những hôm thì cả nhà xem live stream của em cả nhà biết rồi, có những hôm 12 giờ 1 giờ em vẫn ở trên vườn lọ mọ làm cây thôi. Đó, chúng ta cố gắng loại bỏ dễ hỏng đi, được chưa cả nhà? Và khi mà chúng ta loại bỏ dễ hỏng đi thì nó sẽ được một chậu cây như thế này. Đó, đây sẽ được một chậu cây như thế này. Loại bỏ dễ hỏng sau đó chúng ta bồi thêm giá thể mới vào. Và đối với cái này, sau khi bồi thêm giá thể mới này nhá, thì cả nhà có thể sử dụng thuốc kích rễ, cả nhà phun cho nó một vài lần nhá. Và sau cái quá trình mà em xử lý giá thể như vậy ấy, thì em sẽ pha cái súc bơ thai này kết hợp với GE cá này, em phun này, GE cá và độ tương này. Cái này thì em vẫn phun thường xuyên thì không nói rồi. Cái bộ này thì một tuần em phun hai lần thì em không nói rồi. Ngoài ra ấy, thì em sử dụng thêm cái Rapid này. Rapid này ở đây em có hai loại lọ, một lọ to một lọ bé. Lọ to là 125, lọ bé là 30ml. Đó, thì sau khi mà xử lý xong thì em sẽ pha 2cc với 1 lít nước, 2cc Rapid này với 1 lít nước. Và một tuần em phun cho một lần, em sẽ phun từ 4 đến 5 lần và kết hợp thêm với 1cc Super Thai nữa. Để thứ nhất là cái Rapid này nó là thuốc kích rễ cực kỳ mạnh, nó sẽ làm cái rễ mới ra rất là nhanh và phát triển cái đầu rễ mới, đầu rễ rất là tốt để cho cái cây nó nhanh hồi. Và thứ hai là cái Super Thai này nó sẽ bổ sung cái ngay cái dưỡng chất vào thân lá trước khi mà cái rễ nó chưa bám được và nó chưa hút được nhiều dưỡng chất, thì cái Super Thai này nó sẽ bổ sung vào đấy và cây sẽ vẫn phát triển bình thường. Ngoài ra thì em sử dụng bộ GE cá và độ tương này, một chai cá một chai độ tương. Hướng dẫn thì có trên chai này để cho mọi người phun, và em phun một tuần là hai lần. Nếu mà anh chị có thời gian thì có thể phun dày hơn, hoặc không có thời gian thì có thể phun thưa hơn. Đối với bộ GE này thì em đang bán là 230.000 một bộ và bao cước. Còn đối với chai Super Thai này thì em đang bán về giá gốc cho mọi người là 230.000 một lọ này. Một cái lọ này là 120ml. Còn cái Rapid to này là 125ml này thì là 500.000 giá gốc nhá. Còn chai bé này thì 150.000 giá gốc 30ml. Đấy, thì anh chị nào mà sử dụng và làm theo cách của em mà cần những cái này thì alo cho em gửi cho. Vì ở đây em cũng còn một ít thôi nên là em sẽ xử lý cho nó, bán cho nó hết thôi, chứ không phải là bán lấy lãi nhé cả nhà. Thì video của em thì hôm nay em sẽ quay nguyên cái vườn cho anh chị xem qua một chút. Sau khi một thời gian em phục hồi cái vườn, sau một thời gian tới em phục hồi cái vườn này thì em sẽ cho mọi người xem là cái cây của em sau khi phục hồi nó sẽ đẹp như nào. Đây, vườn trống trơn này. Đó, và bây giờ em sẽ làm những cái tác phẩm đẹp này, những cái cây tầm cao hơn một chút này để chia sẻ với anh chị. Còn bây giờ mà ví dụ mà Nhân Kỳ Phú Thọ thì em nghĩ là không có anh chị nào mua nữa rồi, nên là em sẽ giải quyết cái Phú Thọ và cái HO đi đấy, để cho nó rộng vườn ra để làm tác phẩm những cái cây nó dễ hoa và chia sẻ cho anh chị nha cả nhà. Đó, thì đây là cái toàn cảnh cái vườn của em sau khi em bán hết Phú Thọ HO đi. Và còn vẫn còn nhé, đây này, HO mà kỳ nhỏ đây này, đây này, một túm như thế này này, đây một bãi này này. Thì cho anh chị nào lấy về ghép cây nhé, thì cái lô này em bán là 1 triệu. Còn chỗ này còn món Phú Thọ này, ai lấy tất cái chỗ đây, bên này là HO nhá, chỗ này là HO này. Còn đây ai lấy tất cái chỗ Phú Thọ này thì đây này, kỳ này. Đó, ai lấy tất cái chỗ Phú Thọ này thì em để cho là 500.000 nhá, 500.000. Còn cái chỗ HO này ai lấy tất thì là 300 nhá, 200 thôi, tất cái lô HO này. Và Yên Thủy thì cũng còn một ít nữa, anh chị nào lấy thì liên hệ em. Ngoài ra thì đợt này em sẽ tập trung em làm thêm cây gà. Cây gà, đặc biệt là cây gà kẻ nhá cả nhà. Đặc biệt là cây gà lá kẻ. Em sẽ tập trung làm và nhân giống để chia sẻ cho anh chị. Và kia những bụi gà kia kìa, rất là to. Em sẽ dọn vườn lại, set up lại một cái vườn đẹp cho anh chị xem. Như mọi năm em đã làm những cái cây khác. Và em sẽ set up lại được. Đến khi đẹp thì
mọi người sẽ chờ và xem cái kết quả của em nhé. Rồi em xin chào, hẹn lại cả nhà video sau.